Em từng sống theo mục tiêu của câu nói: tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Nhưng hiện tại em thấy mục tiêu này gian nan hơn em nghĩ. Thầy có thể chiếu cố cho em để hiểu mọi thứ nhẹ nhàng hơn được không? Đây là câu nói nó mang tính tạo động lực. Tức là họ hãy khuyến khích bạn là hãy cố gắng lo cho bố mẹ trước. Khi kiếm được tiền ấy, thì hãy lo cho bố mẹ trước, rồi hãy lo cho bản thân. Tôi lấy ví dụ là khi tôi xây được cái nhà cho bố mẹ tôi thì mấy anh bạn tôi họ trầm trồ lắm. Họ bảo nếu mà xây được cái nhà thế này cho bố mẹ thì chắc là Tuấn nó phải rất 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 nhiều tiền. Tôi bảo không, chắc chắn tôi không nhiều tiền bằng bạn. Là bởi vì tôi vẫn ở nhà cấp 4, nhưng tôi vẫn xây nhà tầng cho bố mẹ tôi. Vì sao? Vì bố mẹ tôi còn ít năm lắm, cho nên nếu không may mà cụ đi thì cũng không được ở cái nhà nó khang trang. Còn tôi thì tối thiểu tôi cũng sống được vài chục năm nữa. Thì rồi cuối đời kiểu gì mà tôi không làm được thì biết đâu con tôi nó lại xây cho cái nhà như vậy, thì tôi lại có nhà tôi ở. Thôi thì mỗi người hưởng một tí. Thế còn hơn là tôi xây ngay lập tức cái nhà ấy cho tôi bây giờ thì tôi được hưởng thụ 30-40 năm, còn ba mẹ tôi thì không được hưởng năm nào. Đây là câu nói người ta muốn nói về đạo đức, là hãy cố gắng kiếm tiền để trả nợ đời trước. Đời chính là cha mẹ mình. Rồi hãy trả nợ cho ta, trả nợ cho người, rồi hãy trả nợ cho ta. Vậy thì mình cố gắng tiết kiệm để dành dụm tiền để lo cho những người họ có nguy cơ đi trước mình. Cho nên mình phải nỗ lực từng ngày, chứ không ai bắt bạn phải thành công nhanh hơn già đi. Hai cái biến này nó có chung một cái đơn vị đo chó đâu mà bạn biết được là tốc độ thành công lại nhanh hơn tốc độ già. Nó chỉ là một cái câu vô hình tướng thôi, để nó tạo động lực cho ta thôi, chứ nó không phải là một cái câu mà tuyệt đối. Thế nào là thành công trước cái tốc độ già đi của cha mẹ? Tốc độ già đi nó là một thước đo khác, và thành công nó là một cái đơn vị đo khác. Hai cái này làm sao tuyệt đối được? Nó chỉ là câu nói tương đối để cho chúng ta ứng dụng thôi. Vậy thì bản chất cái câu này nó khuyên chúng ta là gì? Nếu cái gì làm được cho cha mẹ trước, cố mà làm, rồi hãy làm cho mình. Ví dụ nếu có 3 tỷ mà mua cái chung cư, còn bố mẹ mình vẫn ở cái nhà rách, thôi cố mà xây cho bố mẹ cái nhà 1 tỷ, xong rồi là mình lùi lại 2 năm nữa mình mua chung cư cho mình cũng sau cũng được. Nhưng mà thường là các đứa con là hay lo cho mình đầy đủ xong thì bắt đầu là có điều kiện với lo cho cha mẹ, chứ không phải là lo cho cha mẹ trước khi lo cho mình. Thường là trả mình, trả nợ mình xong với trả nợ người. Thế còn cái câu nói này là ý nói là trả nợ người xong với trả nợ mình. Nó là ý nghĩa như vậy, cho nên bạn hiểu nó sai đi. Đấy nhá. Vậy cho nên là đừng cố để thành công, mà hãy cố gắng lo cái gì trước được cho cha mẹ mình, cái gì lo được thì hãy lo trước khi lo cho mình. Thì đấy chính là cái nhắn nhủ như vậy. Và chúc bạn hiểu được ý nghĩa câu nói này để thực hành nó hoan hỉ, nó vui vẻ và nó đúng. Không lại tự gây áp lực cho mình rồi hại mình rồi ạ. Huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm với tất cả các ngành đào tạo. 1. Khoa quản trị kinh doanh Business Boss đào tạo sinh viên để trở thành chủ doanh nghiệp startup thành công. 2. Khoa quản trị kinh doanh Business One đào tạo sinh viên để trở thành cán bộ kinh doanh trong mọi mô hình. 3. Khoa quản trị nhân sự đào tạo để trở thành giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự trong doanh nghiệp. 4. Khoa quản trị tài chính đào tạo để trở thành giám đốc tài chính trong doanh nghiệp. 5. Khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist để trở thành chủ doanh nghiệp startup kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành. Phương pháp đào tạo của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam có điểm gì đặc biệt? Đào tạo dựa trên triết lý nhà Phật cân bằng 3 yếu tố của một con người: thân, tâm và tuệ. Tâm khởi, tuệ sáng, thân hành. Mỗi con người để phát triển bản thân, tăng tuệ,
tâm tốt, thân giảm hưởng thụ. Đa phần sinh viên hiện nay dành nhiều thời gian để vui chơi, hưởng thụ, thời gian rèn luyện và học tập ít. Còn tại trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam được đào tạo theo mô hình quân đội, đảm bảo sự cân bằng và phát triển tốt ba yếu tố thân, tâm và tuệ. Rèn luyện phần thân, trong 24 giờ học sinh sẽ được sinh hoạt đều đặn từ sáng đến tối để rèn luyện thói quen tốt, kỷ luật tốt và hành động tốt. 5 giờ 30 thể dục buổi sáng, 7 giờ ăn sáng tại nhà ăn, 8 giờ học chương trình hệ cao đẳng chính quy, 12 giờ nghỉ ngơi và ăn trưa, 14 giờ học chương trình kinh doanh thực tiễn, 16 giờ 30 học võ thuật, 19 giờ ăn tối và xem thời sự, 20 giờ đọc sách tại thư viện và thuyết trình, 22 giờ 30 vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Việc sinh viên không được học tập và sinh hoạt tập trung sẽ khiến cho quá trình rèn luyện ba sứ mệnh không được phát triển toàn diện. Rèn luyện phần tâm, sinh viên được học cách suy nghĩ tích cực, ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh và trung thực với bản thân. Mỗi học viên sẽ được cung cấp 6 bộ đồng phục để phục vụ cho việc học tập và rèn luyện tại trường. Ngoài việc học tập, sinh viên được tham dự các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi sự kiện gọi vốn Startup Sinh viên CEO Việt Nam trí tuệ và mạnh mẽ, sự kiện Ngày hội Việc làm CEO Việt Nam, giải văn nghệ Sinh viên CEO Việt Nam đẹp và trí tuệ, rèn luyện phần tuệ. Sinh viên được làm việc và học tập với 2 chương trình. Chương trình 1, học cao đẳng của Trường Kinh tế Công nghiệp Hà Nội với những kiến thức căn bản về ngành kinh doanh, nhân sự, tài chính và du lịch. Chương trình 2, học chương trình thực tiễn cùng đội ngũ giảng viên là các doanh nhân đang làm kinh doanh thực tiễn, đã tốt nghiệp CEO Master tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, kết hợp với việc học chương trình tiếng Anh thương mại. Đào tạo từng năm với sinh viên Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam. Hoàn thành năm 1, sinh viên tạo dựng được thói quen sinh hoạt của một người thành công. Sinh viên xây dựng được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Sinh viên được trang bị kiến thức kinh doanh và quản trị thực tế. Năm thứ 2, ban ngày, đối với chuyên ngành quản trị kinh doanh Business One, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, sinh viên được bố trí thực tập tại doanh nghiệp do CEO Việt Nam Holding trực tiếp giới thiệu. Đối với chuyên ngành quản trị kinh doanh Business Boss, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên khởi nghiệp được gọi vốn và hỗ trợ khởi nghiệp bởi CEO Việt Nam Holding. Buổi tối, sinh viên tiếp tục học chương trình hệ cao đẳng chính quy. Năm thứ 3, ban ngày, sinh viên được làm việc tại các doanh nghiệp với mức thu nhập theo năng lực từ 5 triệu đồng trên tháng, cam kết thực hiện qua hợp đồng đào tạo. Năm thứ 4, sinh viên tốt nghiệp và tiếp tục đi làm hoặc học liên thông lên đại học nếu có nhu cầu. Các bước để trở thành tân sinh viên của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam. Bước 1, đăng ký nhận tài liệu và đề thi vòng 1, thi online. Bước 2, phỏng vấn trực tiếp kiểm tra tố chất nghề nghiệp cùng phụ huynh. Bước 3, ký hợp đồng đào tạo. Bước 4, thí sinh nhập học và trở thành sinh viên của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam.